chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với cậu review. Và trên tay mình đang là chiếc Poco X3 Pro. Và chiếc máy này thì nó cũng đã được giới thiệu và bán chính hãng tại Việt Nam rồi, với mức giá phải nói là cực kỳ là rẻ cho một chiếc Poco X3 Pro. Và những gì mà chiếc Poco X3 này mang lại thì nó cũng vô cùng là xứng đáng cho tầm giá khoảng 7 triệu đồng. Và trong video này thì mình và các bạn sẽ cùng nhau đi đánh giá xem cái ưu và nhược điểm của chiếc Poco X3 Pro này cho tầm giá khoảng 7 triệu đồng là những gì nhá. Và đây thì mình sẽ xem cái phần phụ kiện thì chắc các bạn cũng đã biết rồi. Bên trong đây thì nó sẽ có một cái hộp đựng sách hướng dẫn sử dụng này, sticker này và một ốp lưng silicone và quai chọc sim. Ở phụ kiện bên dưới thì nó sẽ có một cái củ sạc. Đây, củ sạc có công suất. Mình sẽ xem công suất của nó sẽ là bao nhiêu. 33W, đó, lớn nhất. Và một sợi dây cáp USB-C, rất là đơn giản thôi. Và đây toàn bộ phụ kiện của nó. Quay trở lại với chiếc Poco X3 Pro thì mình sẽ chia sẻ một chút cái cảm nhận về cái sản phẩm này. Nhưng chiếc máy này nó hoàn thiện từ chất liệu là nhựa thôi. Lúc đầu thì mình chưa được cầm trên tay, mình cứ tưởng mặt lưng của nó được làm từ kính. Tuy nhiên thì nó vẫn chỉ được làm từ nhựa, kể cả là phần khung viền. Và phần khung viền này thì được làm bóng. Và mình nghĩ là sau khoảng một thời gian sử dụng ấy thì cái khung viền này nó sẽ rất dễ bị chóc. Và đây, nó sẽ có phần mặt lưng sau giống tương tự như chiếc Poco X3 NFC. Có một cụm camera được thiết kế dạng hình chữ nhật, nhưng mà được vắt cong hai bên và được đặt ở chính giữa đây, nhìn giống như kiểu camera được làm hình tròn. Với thông số kỹ thuật thì nó sẽ bao gồm 4 cảm biến camera. Ống kính chính là 48MP này, ống kính góc siêu rộng là 8 chấm. Và hai ống kính còn lại, ống kính chụp ảnh macro và chụp ảnh chiếu zoom xoáy phông đều có độ phân giải là 2 chấm. Cùng với đó là một cụm đèn flash LED. Và cái phần camera này nó được làm rất là cân đối. Phía bên dưới đây nó sẽ có logo của Poco này. Chuyển sang phía mặt trước đây thì nó sẽ có một cái màn hình với kích thước tương tự như chiếc Poco X3 NFC là 6.67 inch. Và đây sẽ là thiết kế màn hình dạng đục lỗ. Và cái phần đục lỗ đây thì nó sẽ chứa chúng ta một cụm camera selfie có độ phân giải là 20MP. Mình sẽ nói qua một chút về phần màn hình của sản phẩm này thì nó sẽ có ưu điểm, đó chính là tần số quét màn hình lên tới là 120Hz. Tuy nhiên thì cái tấm nền được trang bị ở trên màn hình của sản phẩm này chỉ là IPS LCD mà thôi. Nói chung là tấm nền IPS LCD cũng là một tấm nền tốt. Tuy nhiên thì hiện tại bây giờ những chiếc smartphone đều chuyển sang dùng màn hình AMOLED hết rồi. Vậy nên là nếu như mà xét trong tầm giá khoảng 6 triệu, 7 triệu đồng ấy, thì nó cũng vẫn là một cái màn hình có chất lượng hiển thị và tấm nền tốt. Nhưng mà nếu như được trang bị màn hình AMOLED thì sẽ tốt hơn. Cái nhược điểm thứ hai đó chính là cái độ sáng màn hình của cái sản phẩm này nó cực kỳ là thấp. Mình đã tăng max sáng lên rồi, nhưng mà thực sự là khi mà nhìn cái màn hình ở trên sản phẩm này thì mình thấy không hài lòng với cái độ sáng màn hình của nó. Nó khá là khó chịu khi mà mình sử dụng. Nếu như mà sử dụng ngoài trời nắng thì rất khó nhìn. Đây là mình sử dụng trong điều kiện trong nhà, nhưng mà nhìn màn hình của nó cũng khá là tối. Và một cái nhược điểm nữa ở cái màn hình của sản phẩm này đó chính là những cái góc ấy. Nếu như mà mình chuyển sang một cái tấm nền trắng đi thì nó sẽ có hiện tượng bị thâm thâm những cái góc này, nó đen đen ấy, nhìn rất là khó chịu. Vậy nên là đây là cái nhược điểm của cái màn hình tần số quét cao trên tấm nền IPS. Tuy nhiên thì các bạn cũng sẽ phải đánh đổi thôi, bởi vì mức giá của nó cũng khá là tốt rồi. Đó. Ok, và đó là về phần màn hình. Thì các chi tiết khác về phần thiết kế ở cạnh bên phải đây, nó sẽ có phím nguồn và nó sẽ tích hợp luôn chúng ta một cụm cảm biến vân tay một chạm, cùng với đó là phím tăng giảm lượng này. Ở cạnh bên trái thì nó sẽ có khay SIM. Và chiếc máy này thì nó sẽ có một khay SIM Lite. Các bạn sẽ sử dụng một SIM, một thẻ nhớ hoặc là hai SIM không thẻ nhớ. Phía dưới cạnh đấy thì nó sẽ có cổng sạc USB-C này, jack cắm tai nghe 3.5mm, mic đàm thoại và loa ngoài. Tiếp theo ở cạnh bên trên thì sẽ có mắt thần hồng ngoại để điều khiển thiết bị từ xa và hai cái mic phụ để thu âm. Tóm lại thì cái sản phẩm này nó sẽ có ưu điểm đầu tiên, đó chính là màn hình có tần số quét là 120Hz cho trải nghiệm vuốt chạm nó rất là mượt mà. Kèm theo đó là kích thước lớn lên tới 6.67 inch, giúp bạn có thể có nhiều không gian để giải trí cũng như là thích hợp cho việc chơi game. Cái ưu điểm thứ hai ở trên sản phẩm này đó chính là về phần cấu hình. Khi mà trong tầm giá khoảng 7 triệu thì chiếc máy này nó sẽ được trang bị con chip Snapdragon 860. Và đây là chiếc smartphone đầu tiên trên thế giới được trang bị con chip này. Nói là con chip mới, tuy nhiên thì nó cũng chỉ là cái phiên bản nâng cấp nhẹ của chip Snapdragon 855. Nó sẽ có dung RAM là 6GB hoặc là 8GB, mỗi trong là 128 hoặc là 256GB. Với pin thì chiếc máy này nó sẽ được trang bị viên pin có dung lượng rất lớn lên tới là 5160mAh và hỗ trợ sạc nhanh với công suất là 33W. Ngoài ra thì về khả năng tản nhiệt thì chiếc máy này nó sẽ được trang bị công nghệ Liquid Cool 1.0 Plus, và nó sẽ giúp cho các bạn trong quá trình chơi game thì nó sẽ làm mát hơn.
Ở trong video sau thì mình sẽ gửi các bạn cái bài test hiệu năng chơi game ở trên chiếc Poco X3 Pro với chiếc Snapdragon 860 nhé. Về phần mềm thì hiện tại nó đang được chạy ở trên cái giao diện MIUI 12 for Poco, được tùy biến ở trên nền tảng đó chính là Android 11. Tổng kết lại, với tầm giá khoảng 7 triệu đồng thì đây là một sản phẩm các bạn rất đáng mua để có thể chơi game. Thứ nhất là nó sẽ có tần số quét màn hình là 120Hz. Cái thứ hai đó chính là cấu hình cực kỳ tốt cho tầm giá khoảng 7 triệu đồng với chip Snapdragon 860, rất tốt để các bạn có thể chơi game. Cái thứ ba đó chính là viên pin có dung lượng cực kỳ lớn lên tới là 5160mAh, giúp bạn có thời lượng sử dụng pin tốt hơn cũng như là chơi game được lâu hơn. Ngoài ra thì còn hỗ trợ sạc nhanh với công suất là 33W. Đó. Và đó là những cái ưu điểm. Còn nhược điểm thì mình nghĩ đó chính là về chất liệu hoàn thiện của nó chỉ làm từ nhựa thôi, hoàn thiện từ nhựa. Cái thứ hai đó chính là về tấm nền màn hình chỉ là IPS LCD và cái độ sáng màn hình của nó cũng khá là thấp. Và cái nhược điểm thứ ba đó chính là cái phần camera này đã bị cắt giảm cái độ phân giải ấy, từ 64 xuống còn 48MP so với chiếc Poco X3 NFC. Ok, và đó là cái cảm nhận cá nhân của mình về chiếc Poco X3 Pro. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc máy này thì xin mời hãy lại ý kiến dưới phần comment. Rất cảm ơn các bạn theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.